Auto xin kính chào tất cả quý bà con, các bác anh chị cùng toàn thể mọi người. Hiện tại em đang có mặt trong một chiếc xe của bên em mới về và em cũng muốn lên sóng báo giá review cho mọi người luôn. Nhưng không hiểu sao anh em có thể hiểu được là tại vì sao gần đây mà Vios lại đắt như vậy không? Vios rất là đắt nhé. Không hiểu sao mà các bác bán cao mà bọn em mua vào cũng cao, xong rồi bán ra cũng cao. Ở những chiếc xe gia đình thì bọn em bán rất là cao này. Ví dụ như con này, anh em có thể nhìn thấy một mẫu xe đời 2009 mà giá khoảng tầm lanh quanh 300 thì nó rất là cao đúng không ạ? 2009 mà 300 triệu đồng thì cao quá. Em thấy cũng cao nhưng mà không mua được rẻ các bác. Thực sự luôn là không bao giờ mua được rẻ luôn. Chiếc xe đẹp và zin hết như này, trách hãng thoải mái, không một lỗi nhỏ. Đấy, không một lỗi nhỏ các bác nhé. Không một lỗi nhỏ thì nó khác hoàn toàn với lại một chiếc xe lỗi. Không một lỗi nhỏ nó khác. Và đi xe đi có 9 bạn chuẩn này, 8 bạn trắng, 9.208 km. Đây là km chuẩn trên đồng hồ. Và đây là một mẫu xe số tự động các bác nhé. Một mẫu xe số tự động, số zig zag này, tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 1.5, rất phù hợp cho anh em lái xe gia đình hoặc là anh em làm nghề dạy lái bằng B1, bằng B1 đấy. Đấy, bằng dạy lái số tự động đấy, rất là phù hợp. Xe đẹp thì đánh giá ở nhiều cái tiêu chí đó. Ví dụ như anh em nhìn quả trần này. Đây. Các bác nhìn thử em nó có bẩn ở chỗ nào không ạ? Nó không bẩn một chút nào luôn. Đấy, không hiểu sao bác nào bác đi con xe nó đẹp dã man này. Đẹp thật, thực sự luôn. Nói chung là tiền nào của đấy các bạn. Em có thể sẵn sàng mua đắt hơn 30 triệu cho một chiếc xe đẹp. 30 triệu cho một chiếc xe đẹp là chuyện bình thường. Nếu anh em mà có Vios số tự động đẹp mà đời 2009, em sẵn sàng mua 280 triệu về bán 300 nhé. Em sẵn sàng mua 280 triệu, con này thì cao thật sự luôn. Vì em nghĩ là hàng thuốc chuột, chẳng con nào đẹp hơn nữa. Ngay cả cái ghế da nguyên bản theo xe nó từ đầu bây giờ nó vẫn còn đây. Các bác nhìn này, da này da xịn nhé. Ghế da theo xe từ đầu này. Đấy, nó còn mới như này. Cái hộp thì tay các bác nhìn này, nó không mòn, không bẩn. Đây, cái tay cầm, cái cần phanh tay nó cũng không mà mòn tí nào. Cái củ số vùng khâu từ cái lần ngày mua đến bây giờ mà đi 9 vạn km rồi nó vẫn không đứt, không rách, không bị phải thay này. Sau đó là trong cái phần táp nô của nó là em chưa nhìn thấy con Vios E nào hay con Vios số tự động nào mà táp nô nó còn đẹp và mới như này. Không một chút mòn mà không dán cái gì lên đây cả. Đấy, không hề dán cái gì lên. Nói chung là tiền nào của đấy bà con ạ, đúng là của bền tại người. Người ta đi giữ gì như này. Đây, vô năng đây. Tích hợp một túi khí, bên này túi nữa là hai nhá. Cái này chưa sơn lại luôn mà nó còn mới đét như này. Chưa hề sơn lại này. Đây, cái vô lăng là không hề xước một tí nào. Cái mặt thương hiệu này chưa xước. Phím bấm bên này, duy chỉ có bên này nó hơi mòn một tí ngón cái này, anh em để xe ở đây lái thôi. Đấy, như này thì nó hơi mòn một tí tí thôi. Đi được rất ít nhá các bác nhá. Đấy, nội thất rất là đẹp này. Và máy nó nổ trong xe thì không nghe tiếng động luôn. Điều hòa thì chết rét. Điều hòa thì đúng chết rét luôn. Không hiểu sao lại đắt vậy. Dòng này nó rất nhiều, các bác đang muốn lấy cái dòng số tự động này về làm dạy lái thì Vios nó là đứng một số nhất, đứng nhất, sau đó mới đến dòng khác. Vì thế này, vì Vios góc lái của nó này, nó những hai vòng cơ, góc lái của nó lại đánh được hai vòng lái này thì học viên người ta lùi vào chuồng nó dễ hơn. Chứ nếu dòng Forte hay dòng khác thì nó chỉ được một vòng rưỡi thôi thì người ta đánh, hoặc là nửa vòng, một vòng hơn tí thôi, người ta đánh lái vào chuồng rất là khó nên người ta khó học. Chính vì thế nên dòng Vios này được lựa chọn nhiều hơn để thi bằng lái xe máy và học bằng lái xe máy, dạy bằng lái xe máy thì người ta sẽ quen hơn, đến lúc thi người ta sẽ đỗ tỷ lệ cao hơn, nên là những bác dạy lái thì hầu như là sẽ lấy Vios làm xe số tự động này để dạy lái này. Anh em nào mà đang lăn tăn mà đang muốn tìm một chiếc xe đẹp, em sẵn sàng mua cao hơn 30 triệu để mình sao, để mình đổi được chiếc xe đẹp hẳn, mình không bao giờ lăn tăn là con xe khác nó đẹp hơn, con nọ kia đẹp hơn xe mình nữa. Đây các bác nhìn này, ngay cả vách nỉ nhá, cái này còn nguyên nhá, chưa sơn lại nhá, vàng chóe này, vàng ươm luôn. Đây này, không xước một tí nào luôn, xuất sắc từ trong ra ngoài nhá, xuất sắc luôn đấy, không phải là hàng vớ vẩn đâu các bác nhìn này. Keo chỉ này đấy, xe như này gọi xe nhé, zin hết. Đây, ốc cửa này chưa mở luôn, chưa làm cái gì cả. Máy đang nổ nhé các bác nhé. Máy đang nổ mà êm như này mà. Đấy, máy đang nổ đấy. Êm đến mức độ mà không nghe tiếng động luôn. Giá thì bên em đang niêm yết tại cửa hàng là 305 triệu đồng. Cũng là cao, em thấy nó rất là cao luôn. Vì nó bằng một Civic nhé. Có con Civic đời 2008 mà anh em nó đang chào thợ là 320. Đấy, hàng kiểu như này nó em hay gọi là trong nghề gọi là hàng thúc chuột đấy. Nó đẹp quá, nó không nhìn phát là dính luôn đấy nhỉ. Dạng như chuột nhìn thấy đồ ăn phát là nao vào ăn phát là chết luôn ấy. Dính luôn, dính vào bả chuột luôn, không thoát được. Nên xe mà cái ghế da nó vẫn còn nguyên zin thế này chứng tỏ là chẳng có ai ngồi đằng sau cả, thực sự luôn. Nó chỉ hơi nhăn nhăn một tí ở giữa này thôi, còn đâu là nó đẹp hết này. Đấy, trần chung mọi thứ là trần phào còn nguyên hết này. Đây,
Ôi bật lên xuống này bác nhìn em. Cái này mà chúng ta lau giữ nội thất đi qua phát là nó mới đét luôn, không xước sát gì cả, rất đẹp. Đây, ốc cửa đây, ốc cửa chưa động một phát nào này. Chưa ngoáy cái gì vào đây cả, mới đét này. Xe như này mọi xe chứ, đúng không? Đây. Nốt nắp nhá bác nhá. Nhìn má phanh nhá, má phanh cũng không có độ mòn ở giữa này, các bác nhìn thấy không? Không có độ mòn này, đi đây, cái này còn vàng chóe này, còn trắng tinh này. Đấy, rất là mới này. Cái này không có han tí nào cả. Xe đẹp đấy ạ. Đây, chỉ cua này. Cái chỉ cua lốp đây các bác nhìn này. Đấy. Xuất sắc luôn. Giá tiền của nó thì cao nhưng mà nó đắt sắt đá miếng. Cao nhưng nó đẹp. Đổi lại nó được xe đẹp. Có thể anh em sẽ mua đời 2011 giá này nhé. Là chuyện bình thường. Nhưng em đời 2009 em đã bán giá này rồi. Nên tiền nào của đấy bà con nhìn này. Tên lốp dự phòng này. Sơ cua này. Dán chống ồn ở dưới hết rồi các bác nhé. Đồ theo xe còn nguyên. Hai bên tai nguyên hết. Keo chỉ cốp này cũng nguyên hết các bạn. Không mất phần nào luôn. Đây các bác nhìn này. Đây. Đấy. Ừ, nét luôn. Sợ gì. Này. Đấy, xuất sắc này. Ừ, đây. Quá nét luôn nhá. Đấy, kêu cái này thôi nhá, kêu cái này thôi chứ cốp này, cốp mép này các bác nhìn, mép này. Hai bên này bằng nhau. Đấy. Kính đời số 08 này, đấy, 0809 này. Đấy, như nhau hết các bác nhá. Đây này, kính này. Tota này. Tota này. Đấy. Mưa rồi. Tota này 2009 này. Đấy. Zin hết các bác. Zin nó khác nhau hoàn toàn anh em ạ. Zin nó không zin, nó chỉ chênh nhau đúng này. Nó chỉ chênh nhau đúng giá tiền đây. Con xe này nó zin từ mặt máy zin đi nhá. Mặt máy này như mở rồi, còn đâu là máy zin nhá các bác nhá. Dù mà trời đang mưa anh em ơi, mưa không cả. Em quay nhanh nhá. Dù xuất sắc luôn các bác nhìn này. Trời ơi mưa rồi. Hãy ra cái đây. Đấy, keo chỉ này. Ốc lỗ có thật phần đầu cabo. Mưa rồi bà con ơi. Quay cố cho bà con các bác anh chị nhá. Dù này, zin hết. Máy zin nhá. Mặt máy thì đã vệ sinh khô gioăng rồi, còn đâu máy zin đét đẹp. Nếu không zin tặng xe. Không zin tặng xe luôn. Đây. Bên ngoài nó như này đây các bác nhìn này. Quá ngon bảo diện. Đấy, form dáng thì không thể chê đâu được. Nó chính là cái form cũ thôi nhưng mà thực sự là nó rất đẹp với giá tiền. Và phiên bản này, phiên bản số tự động xe gia đình. Chính chủ, biển Hải Phòng, tên tư nhân, có bao rút hồ sơ cho bà con các bác anh chị với mức giá 305 triệu đồng. Đẹp không tì vết luôn. Đẹp kiểu là đẹp này. Không có nào đẹp hơn đấy các bác. Em mở lốt hai cánh cửa cho bà con đỡ cay cú. Đây. Đây. Các bác nhìn này, keo chỉ cánh này. Trời đang mưa nhá, thông cảm. Đây. Đẹp quá cơ, không thể chê được điểm gì nữa. Đây các bác nhìn nhá. Keo chỉ zin hết này. Đó. Như vậy thì vừa rồi khả năng của tôi vừa lên sóng báo giá cho mọi người xong mẫu Vios số tự động đời 2009, giá trên trời. Rất là cao cho anh em nào yêu cái đẹp. Các bác nào mà cảm thấy nó cao quá anh em bỏ qua cho em. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn tất cả mọi người thời gian vừa qua đã luôn luôn đăng ký kênh ủng hộ kênh giúp khả năng ô tô. Trân trọng cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người trong clip tiếp theo.